Rồi hello anh em ha. Đây là bữa nay em phần chi tiết là con rim lục 125 nha anh em. Lấy phần chi tiết luôn nha. Xe này nói chung là xe mập, anh em về lấy phụ tùng sàn xe ha. Hoặc anh em nào phái thì dựng lại nguyên con nha anh em. Hàng rim lục 125 là máy, là mấy con này là máy châu bò nha anh em. Xe này xe sát anh em bán chỉ là giá chỉ có 8 triệu nên anh em đừng có nói là máy zin máy im gì cho anh em. Chỉ bao là đúng đầu zin theo xe, em đã cái nào lâu là em nói lô cho anh em. Lô em nói lô, còn zin em nói zin. Không có quậy bạ được anh em đây nè. Chung là đắt cam là dài nó đỏ 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 vậy anh em. Máy nè. Đầu hơi nha. Chụp bô. Các chân zin nè anh em. Gấp này gấp zin, phục sau phục zin anh em. IC sạc. Chung là dàn áo em còn em để ngoài anh em. Đó giờ vệ sinh sạch sẽ cho anh em. Giữa em thấy này em không có giữa nổi đâu anh em. Bắt đó giữa sơ xe mọc anh em về dọn full can lên. Xả và dọn mới đã. Còn mấy thì sàn đồ qua xe nhà anh em. Mấy bộ này lên phu chờ đồ phu khai đồ nè. Bài nghe đây. Xe nói chung là xe này thiếu cũng hoài anh em. Xe đặc biệt lai bà nó không biết sao nó dục cái bình xăng của người ta. Mấy người miên xài mấy cái bình xăng ghim thái anh em. Yêu cầu để lâu nó chảy xăng là nó dục bỏ thay mấy bình lô này không được. Bởi vậy mặt hàng bình kim 125 là gom về Việt Nam mình bán quá trời luôn em. Bỏ bình zin nó gắn mấy cái bình này không anh em. Đài Mitsuba nha. Bơm nè. Chung cùng máy này là nó cũng xào cam cò anh em. Máy này xào cam cò nha. Nhưng mà chạy là bao nhẹ anh em. Chứ không phải như mấy xe mình mà chạy như rùa bò nha. Tuy là nó hơi xào cam cò anh em, máy là cũ như xào đó. Nhưng mà máy chạy bao nhẹ anh em. Đây nè, gấp rin anh em. Máy nó xào mà. Máy xào nhìn nó gian mấy con phu hai mình em. Bô là bô rin anh em. Cái này là chắc do chắc nó dán keo anh em. Giờ chạy nó cháy nữa, nó vàng nè. Chứ bô nước xi người ta còn trắng tinh gì nè. Này về lấy cước chạy anh em. Tùng xăng. Đích đèn. Nhờ con này về đích đèn đầu đèn là nó không bởi anh em. Mấy đích đèn đầu đèn này bởi gì chứ. Cái đường đâu kiếm mua cho mạc luôn. Đồng hồ quá nè. Màu xanh ấy. Gất chân là nổ nè. Nè máy là nó hơi xào cam cò nghe nè. Máy là chạy đi xào cam cò nhưng chạy bao nhẹ. Rồi anh em nào quan tâm alo số điện thoại em á 0832354148 nha anh em. Giá em bán con này là 8 triệu nha. Rồi Thanh Kiều anh em đã xem video ha.